Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với tựa game Deep Blue True. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để tìm các loại rinh cấp cao mà khi nhân vật các bạn chưa có mạnh. Đó chính là đi farm ở map Lower Kurast. Thì các bạn có thể tìm được gì ở map Lower Kurast? Các bạn có thể tìm được các loại rinh từ cấp thấp cho tới cấp cao và các loại charm, các loại jewel hay là item xịn ở cái map này. Tiếp theo, các bạn hãy nên biết cái vị trí của super chest ở cái map này. Map này có từ 3 cho tới 6 cái super chest. Vị trí nó nằm ở ngay đống lửa trại, các bạn hãy đi tìm đống lửa trại. Và ở phía bên trái đống lửa trại có hai super chest. Chúng ta có thể thấy ở đây. Và ở phía bên trên của đống lửa trại chúng ta có một cái super chest là cái này. Tùy theo map nó sẽ random ra một cho tới hai đống lửa trại. Các bạn để ý, đây là cái waypoint, cái đống lửa trại nằm bên đây. Hoặc là các bạn có thể đi một chút qua đây, các bạn có thể tìm thấy một đống lửa trại thứ hai cũng có super chest luôn. Cái này là map nó sẽ roi ra, có khi bạn gặp một đống lửa, có khi bạn gặp hai đống lửa nha các bạn. Ở trong Super Chest có gì? Có tổng cộng là 65.536 loại item mà Super Chest có thể rơi ra. Trong đó có các loại rinh cấp cao như là Vex, Ohm, Lore, Sure, Burr. Nhưng mà các bạn cũng đừng quá để ý tới Super Chest, bởi vì Super Chest chỉ là một phần của cái map Lower Kurast này mà thôi. Cách để chạy cái map Lower Kurast này là các bạn hãy mở tất cả các rương, tất cả các cái xác, mà cụ thể là tất cả những gì mà các bạn có thể rít chuột vào được thì các bạn hãy mở nó ra. Bởi vì rinh cấp cao không chỉ xuất hiện ở trong Super Chest mà nó còn xuất hiện ở những cái xác, những cái khúc gỗ nữa. Còn một điều nữa đó chính là Armor Stand, đó là những cái áo giáp giống như vậy. Khi các bạn chạy map Lower Kurast, các bạn hãy để ý những cái áo giáp này, bởi vì nó có cơ hội rơi ra áo Dust Scroll. Đây là một loại foil cực kỳ là hiếm, dùng để chế tạo ra cái rinh quật Enigma. Như các bạn cũng đã thấy thì đây chính là cái áo Dust Scroll mà mình đã nhặt được từ những cái Armor Stand này. Áo này có thể dùng để chế cái rinh quật Enigma. Có một số câu hỏi thường gặp ở map Lower Kurast này, đó chính là chỉ số Magic Fire có ảnh hưởng tới tỷ lệ rớt ra những cái rinh cấp cao không? Câu trả lời đó là không, Magic Fire chỉ ảnh hưởng tới tỷ lệ rớt ra đồ Magic mà thôi. Cái nhân vật nào là tốt nhất để đi cái map Lower Kurast này? Câu trả lời đó chính là tất cả các nhân vật. Nhân vật nào có tốc độ di chuyển cao thì càng tốt. Bởi vì cách để đi cái map Lower Kurast này là đi rít từng cái rương chứ không phải là tốc biến tới cái Super Chest, mở nó ra rồi sell game lại, đó không phải là cách đi. Các bạn hãy trải nghiệm một cách từ từ, chất lượng hơn là số lượng nha các bạn. Level nào là thích hợp để đi cái map Lower Kurast này? Quái vật ở map Lower Kurast có cấp độ 80 thì các bạn từ cấp 78 trở lên các bạn có thể đi cái map Lower Kurast này. Nhưng mà các bạn cũng không cần phải đánh hết quái ở đây. Khi nào mà gặp những cái con boss thì các bạn hãy dừng lại đánh thôi, còn những cái con quái thường thì các bạn cũng có thể bỏ qua. Và điều cuối cùng, tỷ lệ rơi ra rinh cấp cao phụ thuộc vào số lượng quái mà các bạn đánh, số lượng rương mà các bạn mở, hoàn toàn không phụ thuộc vào Magic Fire. Cho nên các bạn đánh càng nhiều quái, mở càng nhiều rương thì tỷ lệ các bạn nhận được rinh cấp cao càng cao. Và cái tỷ lệ này là hoàn toàn ngẫu nhiên. Cho nên nếu các bạn không nhận được cái cục bơ rinh ở cái map Lower Kurast này thì cũng đừng quá thất vọng, bởi vì tất cả chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng mà các bạn hãy thử trải nghiệm cái map Lower Kurast này, biết đâu bạn có thể nhận được những cái rinh cấp cao khác thì sao. Còn bây giờ mình sẽ thử chạy 100 lần. Trong những cái lần chạy này mình sẽ nhặt được những gì? Xin mời các bạn đón xem. Thank you.
thì sau 100 lần chạy mình đã nhặt được những cái item rất là có giá trị. Và rin thì tổng cộng có 83 rin mình nhặt được. Trong đó thì có những cái loại rin cấp thấp và rin cấp cao. Rin cấp cao thì mình sẽ tính từ level 31 trở lên nha các bạn. Rin cấp thấp thì các bạn có thể xem số lượng ở đây mình nhặt được những cái số lượng như sau. Còn rin cấp cao thì mình nhặt được đo rin 3 viên, heo rin 5 viên, KO 2, Co 1, Mo 1, Go 1, Bơ 1 viên. Đó, các bạn có thể thấy sau 100 lần chạy mình nhặt được những cái viên rin này có tổng cộng 83 viên trên 100 lần. Một cái số lượng cực kỳ là khủng khiếp mà mình có thể nhặt ở cái map Lower Kuras này ha các bạn ha. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc cái video của mình tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn Halloween vui vẻ. Bye bye.